Hôm nay á, mình sẽ làm xà bông, giặt quần áo mà mình sẽ không sử dụng bo rác. Tại vì cái nguyên nhân á, mà mình không sử dụng bo rác nữa là tại vì nhiều người á, bị giống như là dị ứng hay là sensitive với lại bo rác. Nên mình hôm nay mình sẽ sử dụng những chất thiên nhiên khác mà làm xà bông giặt quần áo. Mình sử dụng baking soda nè, mình dùng castile soap nè, mình dùng washing soda. Giống như mình giặt quần áo đi, thường thường á mình nghĩ mình cần cái gì để mình muốn cái áo của mình nó như thế nào, thì mình muốn cái áo của mình á nó thứ nhất là nó sạch, nó không có hôi, nó xốp, nó mịn màng, nó tẩy được những cái chất dơ nhưng mà không tẩy đi những cái màu quần áo của mình. Đó là những cái căn bản mà mình cần thiết khi giặt quần áo. Thì bởi vậy mình dùng sử dụng baking soda. Baking soda chẳng hạn như đi khi mà cái nhà nhà mình nó cái tủ lạnh á nó hôi quá thì mình sử dụng baking soda mình để trong tủ lạnh là để cho nó hút đi những cái mùi hôi của tủ lạnh của mình. Baking soda thì cũng sử dụng trong khi mà nấu ăn. Chẳng hạn như thịt bò, thường thường đâu phải nhà hàng nào họ cũng nấu thịt bò ngon, thịt bò tốt cho mình. Họ dùng những thịt bò thông thường nhưng mà họ dùng baking soda nhưng mà với liều lượng đúng á, thì rất là an toàn. Bởi vậy mà nhiều khi mình đi ăn ngoài nhà hàng á, mình đâu có biết đâu họ sử dụng baking soda trong đó. Bởi vậy á, baking soda thì giúp cho quần áo của mình hút đi những cái mùi hôi trong áo của mình ra, làm cho áo mình mịn màng, nó xốp, rồi á làm giảm cái tình trạng vi khuẩn trong áo của mình, giống như bacteria, làm giảm bớt đi. Đó là nhiệm vụ của baking soda. Còn super washing soda thì nó giúp tẩy những cái đốm trên áo của mình, trong cái nước của mình nó khô, nó không tốt. Thì ha, cái washing soda nó giúp cho điều hòa nước của mình, nó soft, nó giặt quần áo cho nó tốt hơn. Thì đó là nhiệm vụ của nó. Còn mình sử dụng á, Castile soap này á, thì á, cái loại xà bông này nè, nó có 18 công dụng lận. Ông Dr. Ronner này á, thì ổng hay sử dụng những cái chất thiên nhiên để ổng chế tạo ra cái chai xà bông này. Chẳng hạn như ổng dùng coconut oil hay là ổng dùng những cái loại rất là thiên nhiên để chế tạo ra cái chai này. Thì một chai này á, mình mua 13 đồng 99 một chai mà tới 32 ao lượng. Nếu mình nhớ không lầm á, là một cup á, thì là 8 ao. Thì một chai này được tới 4 cup lần. Trong cái công thức này của mình á, mình sẽ sử dụng á, nửa cup Castile soap, nửa cup washing soda và mình dùng một muỗng rưỡi muỗng súp mình húp canh á. Mình sẽ chỉ sử dụng có một muỗng rưỡi thôi. Rồi mình sẽ sử dụng cái bình nước 1 gallon này. Bình nước này á, mình không có đựng đầy á, cái nguyên nhân á, là để mình á, chút nữa mình bỏ giống như là xà bông nè, bỏ baking soda vô đây, mình bỏ nhiều thứ vô đó thì nó sẽ đầy cái bình, nên á, mình sẽ không có để đầy cái bình. Còn cái xà bông Dawn này nè, mình để ở đây.
Nếu các bạn không kiếm được cái chai Castile soap, tại vì thường thường cái chai này mình thấy ở Walmart lớn họ mới có bán. Nếu mà các bạn kiếm những cái chợ lớn không có thì các bạn lên online order. Nhưng mà cái chai này mình mua chỉ có 13 đồng 99 thôi. Mà nếu các bạn không kiếm được cái chai Castile soap nè thì các bạn xài xà bông rửa chén hiệu Dawn này. Có lẽ mình nói như vậy các bạn cảm thấy rất là lạ, tại sao mình đi nói đi xà bông rửa chén để đi giặt quần áo. Thật ra mà nói cái xà bông rửa chén này nó là an toàn nhất. Tại sao mình nói nó là an toàn? Nó dùng những cái chemical rất là nhẹ mà ít gây tổn thương tới mình. Giống như là mình nói, giống như là hàng ngày đi mình đi rửa chén với mình giặt quần áo thì cái tay của mình á, mình đụng vô cái nào nó làm cho mình đau thì có lẽ mình nghĩ là mình giặt quần áo mình đau hơn là mình rửa chén. Mà thường thường á, những cái chất gì mà đụng tới đồ mà mình sử dụng, mình ăn uống, mình đưa vô miệng á, họ lúc nào cũng phải nghĩ cái an toàn á. Bởi vậy mình nói cái xà bông rửa chén này á, nó là an toàn nhất mà nó ít dùng những cái hóa chất làm gây tổn thương tới mình. Nhưng mà nó rửa rất sạch và giặt rất sạch, giống như mình rửa chén, mình rửa thường thường mình á, quần áo mình dầu mỡ nhiều hay là cái chén mình dầu mỡ nhiều hơn, lúc nào cái chén của mình á, nó cũng dầu mỡ nhiều hơn là cái áo của mình hết. Bởi vậy á, cái xà bông Dawn rửa chén này nó rất là tốt. Mà mình cũng học được á, những cái bài học rất là hay, là tại vì á, cái khu mình làm á, có rất là nhiều người nghèo, họ họ không phải là coi YouTube như mình chế tạo cái này chế tạo cái kia, họ không có coi những cái đó. Đó là cái cuộc sống nghèo lâu đời của họ từ đời này sang đời khác, những cái truyền với nhau mà họ đã sử dụng lâu đời rồi. Bởi vì họ sử dụng xà bông Dawn rửa chén này để giặt quần áo, mà quần áo họ vẫn mịn, vẫn thơm, vẫn sạch. Bởi vậy á, mình nói cái xà bông rửa chén này nó rất là hay. Nhưng mà cái xà bông rửa chén này mình sẽ nói sao? Bây giờ mình chỉ làm cái Castile soap chứ, mình cho các bạn phân biệt cái loại nào nên bởi vì mình sử dụng cái loại này trước. Còn cái xà bông Dawn rửa chén á, mình sẽ làm sao? Mình sẽ đổ hết cái số nước trong cái bình này vô cái nồi này. Mình đợi cho nó sôi lên á, thì mình sẽ bỏ washing soda với lại baking soda vô đây. Nồi nước của mình á, nó cũng sôi rồi nên mình sẽ bỏ nửa cup washing soda vô đây. Ở đây á, mình sử dụng 1 muỗng rưỡi súp baking soda. Để mình khuấy đều lên một chút xíu nè. Lửa mình cũng tắt rồi, nó sôi rồi mình không cần để lửa nên mình tắt luôn. Mình khuấy lên. Trong cái lúc này nè, nếu các bạn dùng Castile soap thì các bạn bỏ nửa cup vô đây. Còn nếu mà các bạn sử dụng xà bông Dawn rửa chén á, thì các bạn đợi cái sau khi pha cái này nè, các bạn đợi nó nguội xong rồi các bạn đổ lại vô trong một cái bình ga lông, rồi bạn sẽ lấy nửa cup xà bông Dawn rửa chén rồi bạn mới bỏ vô trong bình, xong rồi mình mới lắc nó lên cho đều. Chứ các bạn đừng có bỏ bây giờ, tại nếu các bạn bỏ bây giờ thì nó sẽ bọt á, rồi các bạn rất là khó mà bỏ vô trong bình lắm.
Nhiều khi á, mình giặt quần áo mình nói ủa sao mà nó ít bọt quá vậy, thì mình nhiều khi mình muốn bọt hay là mình muốn cái áo sạch, thì mình suy nghĩ lại á, mình muốn cái áo sạch là tại vì á, những cái chất của mình dùng á, là nó giúp cho cái áo của mình nó sạch, nó thơm, nó xốp, chứ không phải là nó nhiều quá bọt. Khi mà quá nhiều bọt như vậy á, khi mình giặt cái nó không có sạch. Bởi vậy nhiều khi các bạn thấy những cái xà bông này á, làm cho cái máy giặt quần áo của các bạn thấy ít bọt á, các bạn đừng có sợ nó hòa tan rồi các bạn. Mình sẽ bỏ nửa cup castile soap vô trong đây. Vậy là mình xong rồi nha các bạn. Mình tắt hết đèn rồi cho các bạn thấy rõ cái xà bông của mình mới làm á, giặt trong cái máy SE của mình nó như thế nào. Nó như vậy nè các bạn. Nó không có nhiều bọt, nó vừa phải thôi. Nó giặt rất là tốt nha các bạn. Nếu mà cái này á, mình chỉ sử dụng nửa cốc thôi cho các bạn mà nó đã bọt nó tốt như vậy rồi. Bởi vì tùy theo liều lượng của cái máy giặt của các bạn á, các bạn bỏ nhiều hay ít. Nếu mà cái máy nhà các bạn SG á, nó ít nước hơn cái này á, thì các bạn chỉ cần bỏ 1/4 cốc thôi nha. Khi mình giặt thử cái máy của mình rồi á, cái máy mình SE mà cũng dạng khá nhiều nước đó, thì mình thấy mình bỏ nửa cup cũng nhiều rồi đó các bạn. Các bạn chỉ cần ha, như cái máy của mình thì mình chỉ cần bỏ 1/4 cup thôi. Còn ha, thí dụ mà cái máy các bạn ít hơn á, thì ít nước hơn mình á, thì các bạn ha, lường bằng muỗng canh súp mình hay húp á, mình xài chừng khoảng một muỗng. Nếu mà mình thấy nó còn chưa ok thì mình thêm một chút xíu nữa nha các bạn. Tính ra ha, một cái ga lông xà bông này á, mình xài cũng lâu lắm mới hết á, tại một lần mình bỏ đâu có bao nhiêu đâu, mà bạn thấy mình cũng đâu có tốn bao nhiêu tiền. Cho một tháng đi, mình xài một bình ga lông này á, mà cái nguyên liệu mình mua hết tổng cộng cái này như baking soda có 2 đồng 99, rồi wax soda có 4 đồng mấy, cái chai này 13 đồng mấy, thì nó rất là rẻ, nó cũng gần có 20 đồng thôi mà mình xài rất là lâu. Nếu mà các bạn muốn nó có mùi thơm á, trong cái thời gian này các bạn nhớ bỏ vô đây nha. Cái xà bông này của mình á, các bạn đừng có xài chung với lại cái soap toner hôm bữa mình chỉ nha. Tại vì cái castile soap này á, nó có phản ứng với giấm. Nếu mà các bạn làm cái loại xà bông này á, với xà bông rửa chén, xà bông Dawn á, thì nó không có sao. Các bạn có thể kết hợp cái soft toner hôm bữa mình chỉ với cái xà bông Dawn á, là nó perfect luôn. Nhưng mà cái này á, mình sử dụng cái castile soap á, là cái natural, nó sử dụng oil, thì nó sử dụng những cái oil thiên nhiên á. Bởi vì các bạn mà xài giấm á, thì nó không có tốt. Cảm ơn các bạn xem video mình nha. Bye bye.